Hoa hậu Trần Tiểu Vy, nhan sắc 4.000 năm có một, đời biến cố, từng không đủ điều kiện thi Hoa hậu. Hoa hậu Tiểu Vy được yêu thích không chỉ vì sự xinh đẹp tài năng mà còn bởi quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ. Hoa hậu Trần Tiểu Vy là ai? Trần Tiểu Vy là một thí sinh sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, sở hữu chiều cao 1m74, số đo hình thể 84-63-90 và vẻ đẹp lai tây. Tiểu Vy đã lọt vào top 3 phần thi người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam 2018. Trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 16 tháng 9, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức xướng tên cô gái Trần Tiểu Vy. Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy đã ôm chầm lấy mẹ và khóc vì hạnh phúc. Mẹ của tân Hoa hậu cho biết con gái đã rất run và hồi hộp khi trở thành tân Hoa hậu. Tuy được đánh giá cao trong suốt quá trình của cuộc thi, nhưng Tiểu Vy lại nhận điểm trừ ở phần thi ứng xử khi cô có phần trả lời khá rời rạc. Mẹ của Tiểu Vy bênh vực con gái sau những phê bình của cô ở phần thi ứng xử. Bà cho rằng vì con gái rất run nên khi muốn nói 10 từ mà quên gần hết. Trong cuộc họp báo sau đăng quang, Trần Tiểu Vy nhận được các câu hỏi từ giới báo chí khi được hỏi về việc bố mẹ cô đã phải chi bao nhiêu tiền để đầu tư cho cô trong cuộc thi nhan sắc này. Tiểu Vy khẳng định gia đình cô không tốn tiền vì cô được sử dụng đồ của ban tổ chức. Trước khi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra, Tiểu Vy vướng tin đồn biết trước kết quả. Đối diện với câu hỏi này, tân Hoa hậu cho biết cô không đọc bình luận tiêu cực từ mạng xã hội. Sau đăng quang, Tiểu Vy sẽ đảm nhận trọng trách là đại diện nhan sắc Việt Nam trong 2 nhiệm kỳ, thay thế cho Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Chiến thắng của Tiểu Vy được đánh giá là thuyết phục bởi suốt quá trình cuộc thi, cô đã khẳng định được vẻ đẹp và tài năng của mình. Tuy nhiên, sau khi Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, trên mạng xã hội đã có nhiều người lập tài khoản Facebook giả mạo cô với thông tin cá nhân và hình ảnh trùng khớp với cô. Mặc dù việc người nổi tiếng bị giả mạo tài khoản cá nhân đã không còn xa lạ, nhưng việc xuất hiện nhiều trang cá nhân giả mạo một cách quá nhanh cũng khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Vì sao Tiểu Vy được coi là Hoa hậu 4.000 năm có một? Biệt danh mỹ nữ 4.000 năm có một xuất phát từ mỹ nhân hoa ngữ Cúc Tịnh Y nhờ vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết hiếm có. Ở Việt Nam, Hoa hậu Trần Tiểu Vy nhiều lần được ca tụng với danh xưng này nhờ nhan sắc vừa dịu dàng vừa quyến rũ sắc sảo, phù hợp với mọi phong cách, kiểu tóc và trang phục. Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Dù vậy, nhan sắc của cô đã nhận được vô số lời khen của khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mộc mạc trong những bức ảnh đời thường. Trong mẫu xuất hình, Tiểu Vy luôn khẳng định được đẳng cấp nhan sắc nhờ khuôn mặt không góc chết. Với gương mặt đạt tỷ lệ vàng, bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung không tiếc lời khen Tiểu Vy rằng không quá tự cao khi nghĩ rằng Vy sẽ thành nữ hoàng quảng cáo như Kim Tae Hee, Song Hye Kyo. Người đẹp sở hữu ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt to tròn đều đặn, dáng mũi cao, thon gọn hài hòa và bờ môi căng mọng quyến rũ đang là tiêu chuẩn của vẻ đẹp hiện nay. Cũng nhờ gương mặt chuẩn đẹp mà Tiểu Vy có thể cân hết mọi kênh xếp make up từ Âu Mỹ đến Á Châu. Thậm chí Mai Phương Thúy nhiều lần khen ngợi Tiểu Vy là hoa hậu của các hoa hậu và là hoa hậu đẹp nhất Việt Nam từ trước đến nay. Nhờ ngoại hình đẹp nổi bật, Tiểu Vy trở thành người đẹp đắt sâu quảng cáo thời trang, đóng MV ca nhạc. Vì vậy, danh xưng Hoa hậu 4.000 năm có một hoàn toàn xứng đáng với mỹ nhân sinh năm 2000. Gia đình từng lâm vào biến cố. Trước đây, vì sức khỏe của cha Tiểu Vy, gia đình cô từng trải qua khó khăn về kinh tế trước khi có được cơ ngơi khang trang rộng rãi như ngày hôm nay. Hàng xóm đối diện nhà Tiểu Vy cho biết lúc còn sức khỏe, ông Mỹ, bố Tiểu Vy học nghề lái xe, nhưng chưa kịp làm nghề đã bị tai biến. Còn bà Trang, mẹ Tiểu Vy góp vốn với ba người khác, mở một sạp dép ở chợ Hội An, thu nhập không cao. Điều này khá phù hợp với cách Tiểu Vy mô tả gia cảnh, gia đình em cũng chỉ qua ngày thôi. Người hàng xóm chia sẻ thêm, ông Mỹ bị tai biến vào mùa hè năm ngoái khi Tiểu Vy vẫn đang năm học cuối cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Người mẹ bươn chải nuôi gia đình. Mùa hè đó cô cũng về Hội An để phụ giúp mẹ chăm sóc bố và việc nhà. Trong thời gian này, cuộc sống của gia đình cô khá khó khăn, người mẹ gần như một mình gánh vác kinh tế. Con Vy nói tội lắm, người hàng xóm nhận xét khi nhắc lại quãng thời gian này. Từng không đủ điều kiện thi Hoa hậu. Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung từng chia sẻ, nhớ lại năm đó, vòng sơ khảo phía Nam có cô gái Quảng Nam mặt ngơ ngơ ngác ngác, tay chân run bần bật khi đứng trước ban giám khảo. Dù liếc qua, nhan sắc ai cũng dễ dàng nhìn thấy cô gái ấy đã bước chân vào chung kết. Nhưng cô ấy vẫn không thi được chung khảo phía Nam do chưa đủ 18 tuổi và chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thời điểm đó. Ekip đã phải đặt gạch hẹn chung khảo phía Bắc. Suốt thời gian đó, ekip cứ hẹn nhau phải canh chừng nhắc nhở cô ấy đến chung khảo phía Bắc, kẻo cô ấy bị quên. Ngày chung khảo phía Bắc thấy cô ấy xuất hiện thì cả ekip mới yên cái bụng. Vậy rồi, mỹ nhân ngàn năm có một đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 như điều hiển nhiên mà công chúng đã dự đoán. Năm đó cả nước không ai đoán sai Hoa hậu cả. 3 năm trôi qua và hết 1 năm rưỡi dịch bệnh, nhưng Trần Tiểu Vy cũng làm được quá nhiều điều đáng để công chúng yêu thương và giới chuyên môn ngả mũ. Trên hết, em là cô gái lễ phép, ngoan và đầy lòng trắc ẩn.